Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu tuyển thủ Mạnh Dũng, đá hay thì chấp cả va và trọng tài. Thưa quý vị, cựu trung vệ từ Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, Việt Nam không nên đổ lỗi cho trọng tài và va sau khi thua Oman ở vòng loại World Cup 2022 tối 12 tháng 10. Huấn luyện Park Hauser, các cầu thủ và nhiều người hâm mộ cảm thấy bất bình với quyết định của trọng tài và va, cho rằng Việt Nam bị sự ép. Quan điểm của anh thế nào về vấn đề này? Tôi là người Việt Nam, cũng yêu đội tuyển, nhưng đây là khi đưa ra đánh giá chúng ta cần nhìn nhận một cách trung thực, công tâm. Trận này các quyết định của trọng tài sử dụng va không sai, ở cả tình huống thuộc phạt đền cho Oman lẫn việc xem lại bàn thắng của Việt Nam. Tôi thấy nhiều người chỉ trích việc trọng tài xem lại video rất lâu trước khi công nhận bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam. Chắc chắn trọng tài không sai. Khi va được đưa vào thì trọng tài xem đi xem lại, đánh giá tất cả các yếu tố để xác định bàn thắng hợp lệ hay không. Nhằm đảm bảo công bằng nhất thôi. Còn việc họ xem bao lâu thì có vấn đề gì đâu, có thể bù giờ mà. Đừng nói trọng tài và va ép độ yếu, Nhật Bản là ông kẹ Đông Nam Á, được đá sân nhà mà không o ép được Oman ở trận gia quân bảng B. Đội khách vẫn thắng đấy thôi. Chúng ta mà đá hay thì chấp cả trọng tài và va. Như vậy theo anh Việt Nam thua tâm phục khẩu phục cho Oman. Phải nói chính xác là Oman đá cho Việt Nam thua tay tua. Bàn thua của họ là tai nạn. Khi mà An Buseri mắc lỗi cá nhân để hồ tấn tài cướp bóng rồi mở ra cơ hội ghi bàn cho tiền linh. Nhưng với đẳng cấp hơn hẳn, họ nhanh chóng gỡ hòa rồi vượt lên. Hiệp 1, khi các cầu thủ còn sức, Việt Nam giữ cự ly đội hình, lùi về hỗ trợ phòng ngự nhiều thì Oman gặp khó khăn cho khâu phối hợp. Còn hiệp 2 họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Nửa cuối nếu cầu thủ chủ nhà không cầu thả trong dứt điểm thì khi đã dẫn trước hai bàn, Việt Nam còn thua đậm hơn nữa. Cả hai tình huống bị thổi phạt đền trận này của Việt Nam đều có chung một kịch bản là các hậu vệ vung tay trúng đối thủ sau khi cản bóng. Anh nghĩ sao về nhận xét cho rằng đó là hệ quả của thói quen đá bậy ở V-League và khi ra sân chơi quốc tế thì sẽ bị thổi phạt. Tôi không chỉ trích cá nhân các cầu thủ, tôi chỉ muốn nói rằng cầu thủ Việt Nam bây giờ thiếu độ quái, những cái tay thừa không thể gọi là tiểu xảo. Tiểu xảo là để hạn chế sự nguy hiểm của đối thủ trong tranh chấp, nhưng phải kín, khán giả không thấy, trọng tài không hay và không can thiệp được. Cầu thủ của chúng ta chân phương và thô quá. Nói về tiểu xảo thì hãy xem lại tình huống phối hợp phạt góc thành bàn của Oman ở phút 49 ấy. Trước tiên đừng chỉ trích kiểu bao vây của họ. Nó không hề phạm luật. Họ có quyền đứng như vậy và cũng không phạm lỗi với thủ môn văn toản. Thậm chí nếu quả đó không thành bàn và được dùng thì Việt Nam có thể chịu đựng phạt đền vì ôm ngã đối thủ. Nếu tin quái Việt Nam có cách hóa giải cú đá này của Oman, họ đã dùng đòn này ở các trận trước và chúng ta đều biết. Trong tình huống này, cầu thủ thực hiện đá phạt, đòi hỏi tinh thần phải cực kỳ tập trung đá rất chuẩn để bóng vào thẳng lưới hoặc nảy vào ai đó vào lưới. Để đối phó chúng ta cần chơi chiêu, một cầu thủ có thể ra sát điểm đặt bóng để chặn góc, nếu trọng tài nhắc nhở thì lùi lại. Hoặc chúng ta chào, cười, treo, buộc, dây dày, cốt làm sao để tình huống chậm lại khiến đối thủ không thể tập trung được. Cầu thủ đá phạt mà ức chế thì không thể thực hiện chuẩn. Bà huấn luyện đã đọc không nhanh, không có chỉ đạo cho cầu thủ dùng chiêu trong tình huống này. Tiểu xảo phải như thế chứ không phải là vung tay vung chân mà trọng tài nhìn rõ ra. Theo dõi đội tuyển tôi thấy là chỉ có hai cầu thủ có tiểu xảo khéo đó là Đình Trọng với Hùng Dũng, nhưng mà cả hai thì đều đang chấn thương. Việt Nam thua cả 4 trận đầu tiên bằng B, vậy liệu huấn luyện viên Park có thể thay đổi đấu pháp để cải thiện tình hình không? Tôi không chỉ trích hay đánh giá về chiến thuật của huấn luyện viên Park, ông ấy là huấn luyện viên trưởng, là người đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn nói rằng chiến thuật nào cũng phải có con người phù hợp. Việt Nam hiện tại không có những nhân tố mới, công Phượng, Tuần Anh, Xuân Trường không còn gây bất ngờ được nữa. Còn ở Hàng Công, Tiến Linh vẫn là thế. Cậu ấy có thể là chân sút hàng đầu Đông Nam Á, nhưng ra châu Á và gặp các hậu vệ đẳng cấp hơn thì mọi chuyện khác rồi. Khả năng bùng nổ của Việt Nam cũng không còn, thêm vào đó là thể lực đi xuống. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này. Thứ nhất là họ không còn trẻ như trước này, thi đấu liên tục nhiều mặt trận như vậy. Thứ hai là khao khát cũng giảm sút sau những chiếc vô địch tấm huy chương vàng ở Đông Nam Á. Cũng có thể khi mà ra đấu trường này, các cầu thủ nghĩ rằng là cứ hết mình là được vì khó có thành tích nên đôi khi đôi chân cũng bị ảnh hưởng. Có người sẽ quyết định chiến thuật, huấn viên Park muốn thay đổi lối chơi cũng khó. Kể cả Pep Guardiola sang Việt Nam có khi cũng chỉ vậy thôi. Chúng ta có chừng đó cầu thủ, xoay tua thế nào thì cũng thế. Như Công Phượng và Thay Văn Đức cũng không thể khá hơn được. Tức là những trận sau này Việt Nam cũng chỉ có thể chơi phòng ngự phản công rồi biết rằng kết quả không tốt. Chúng ta thua kém mọi mặt nên không thể dùng lối chơi của mình áp đặt đối thủ. Việt Nam chỉ có cách là phòng ngự chặt, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để phản công. Vấn đề là khi cầu thủ còn sức thì còn phòng thủ được. Chứ nếu mà chịu đấm liên tục thì sẽ suy giảm thể lực, mất minh mẫn và dẫn tới sai lầm. Vậy thì thất bại liên tiếp này ảnh hưởng thế nào đến vị thế của bóng đá Việt Nam? Vòng loại World Cup 2018, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisak Senamong cũng vào vòng loại cuối, nhưng mà thua tan nát và chỉ giành 2 điểm thôi. Họ sau đó chìm nghỉm thậm chí là mất luôn vị trí số 1 Đông Nam Á. Bài học ở đây là gì? Đừng vì trước vô địch AF Cup và tấm huy chương vàng SEA Games, hai giải đấu không được nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA mà nghĩ đội tuyển đã vụt lớn thành người khổng lồ nằm trong nhóm đầu châu lục để rồi dẫn tới việc đặt mục tiêu và kế hoạch sai. Việt Nam nên xem đó là bài học cho chính mình. Tin tiếp theo thưa quý vị, hàng thủ tuyển quốc gia Việt Nam nhưng lỗ hổng chờ ông Park vá. Sau những trận đấu đã qua tại vòng loại World Cup 2022, vấn đề hàng phòng ngự từ Việt Nam được bộc lộ một cách rõ ràng hơn. Những quả phạt đền oan nghiệt, ai cũng hiểu huấn luyện viên Park Hauser của tuyển quốc gia Việt Nam ưu tiên hàng phòng ngự đến mức nào. Trong những đợt tập trung luôn có số đông các hậu vệ đẳng cấp đang chơi bóng tại V-League được triệu tập. Tuy nhiên sau 4 lượt trận tại vòng loại 3 World Cup 2022, hàng phòng ngự của rồng vàng để lộ nhiều khuyết điểm, khiến đội nhà nhận bàn thua không đáng có. Có một sự thật là trong các trận đã qua, những chiến binh sao vàng chịu rất nhiều quả phạt đền với những pha phạm lỗi trái phép. Dù một phần nguyên nhân do va, nhưng một phần nữa đến từ chính cách chàng trai thủ binh đoàn áo đỏ. Lối chơi, con người hay chiến thuật, tất cả đang vận hành không quá chân tru. Thực chất những bàn thua từ khoảng cách 11m đã đến với Việt Nam từ vòng loại 2, nơi dòng vàng chịu tới 3 quả phạt đền. Đầu tiên là trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình. May thay khi Văn Lâm hóa người hùng cản phá thành công và giúp đội nhà giữ lại một điểm. Tiếp đến là trận gặp UAE và Malaysia hồi tháng 6 vừa qua. Vấn đề ở đây, học trò của ông Park mắc nhiều lỗi sơ đẳng ở vòng loại 3 đã bộc lộ ra điều đó. Bởi vậy mà các đội bóng hàng đầu châu Âu đã nhìn ra để rồi họ khai thác triệt để. Ngay lượt trận đầu tiên, từ Việt Nam đã phải chịu hai phạt đền trong chuyến làm khách tới Saudi Arabia, cùng với đó là Duy Mạnh bị chốt quyền thi đấu. Tương tự trong trận gặp Oman, hai tình huống phạm lỗi đến từ cú vung tay một cách thừa thải khiến binh đoàn áo đỏ bị va can thiệp. Văn Toàn đối mặt với đối thủ trên chấm trắng. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng thuộc giải đất hình chữ S đã nhận tới 7 quả đá phạt 11 m một con số mà chẳng ai muốn nhắc tới. Bên cạnh đó, rồng vàng không dưới 5 lần, chịu những bàn thua tới từ những pha bóng bổng. Nó thể hiện rõ cho những đối thủ cao to tại vòng loại thứ ba Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong những tình huống quyết định, sự tập trung phải được đặt lên hàng đầu và duy trì được tính ổn định cảm xúc cần được tiết chế. Qua từng trận đấu, tuyển Việt Nam có sự trưởng thành đáng nể từ lối chơi cho đến tinh thần. Các cầu thủ của chúng ta có sự điềm tĩnh, có đủ tỉnh táo cần thiết. Mặc dù vậy, ở nhiều thời điểm, các chàng trai áo đỏ bộc lộ cảm xúc quá mạnh, khiến mọi thứ diễn ra không theo ý muốn trước đó. Và khi nhận về những quyết định bất lợi, tâm lý cũng dần trở nên căng thẳng hơn. Điển hình trong đó có Duy Mạnh, người được khán giả nước nhà đặc biệt danh Mạnh Gắt, bởi cầu thủ này có những tình huống lăn xả ở các pha giải vây hay phản ứng một cách thái quá khi không bằng lòng. Lý giải cho điều này, cầu thủ thủ biên chế câu lạc bộ Hà Nội nói rằng mình làm vậy với mục đích bảo vệ cho đồng đội và giúp đội bóng không bị lép vế so với đội bạn. Tuy nhiên, đó không phải là cách tốt nhất khi đến vòng loại thứ ba. Tình huống bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Saudi Arabia, Duy Mạnh là người hiểu rõ nhất. Trước khi trọng tài rút ra thẻ vàng thứ hai, trung vệ từ Việt Nam đã có những phàn nàn và nhận một tấm thẻ vàng. Nên khi cầu thủ này bị đuổi ra khỏi sân, nhiều khán giả của bóng đá Việt Nam cảm thấy khó hiểu cho quyết định của vị vua áo đen. Nếu không có tấm thẻ đỏ gián tiếp ấy, có lẽ cầu thủ sinh năm 96 đã được thi đấu trận gặp Australia và tăng cường chất thép nơi hàng thủ. Và nếu Duy Mạnh không giơ tay quá cao thì binh đoàn áo đỏ có thể chịu thua với tỷ số tối thiểu hoặc nêu cao tinh thần tìm được bàn gỡ chính lý do hàng thủ không có sự tiết chế cần thiết mà đội trưởng quế ngọc hải trong rất nhiều trận đấu phải hô hào đồng đội của mình giữ tập trung cùng cái đầu lạnh đó là những gì việt nam cần phải phô diễn trước bạn bè quốc tế Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.